người biết cái vụ gì chưa ta? Đó là lần đầu tiên bà Dê sẽ đi đó. Bởi vậy này bà Dê quyết định là sẽ ra một cái vlog để xem một ngày của bà Dê như thế nào nha mọi người. Yeah. Đại khái là thử thách 24 giờ chị Bê làm hoa hậu. Vậy bà, người mẫu hay hoa hậu gì điên hay gì trời, nói bậy với bà không rồi. Ok, hôm nay chúng ta là có thêm một bé người mẫu nữa bé. Xin giới thiệu, đây là vợ mình nha mọi người ạ. Đây là hai mẹ hồng đèn hồng đét. Hôm nay mình vui vẻ nên em mình được cái mặt vậy đúng không? Chiều nay chúng ta sẽ lên đồ để chụp hình nên mọi người nhớ chờ đợi chị. Đúng rồi. Vậy đó ha. Đúng rồi, cũng dữ nè. Nãy giờ kêu ta khép nép cái gì đó. Giờ thế này nè. Nói chứ cái này là cái bắt rau sinh nhật tối nay của tôi á mọi người. Tiếp theo sẽ là review background mọi người. Ở đây bà Dê phát hiện rất là nhiều nhím biển luôn. Nhím biển bu xung quanh cái background kính động mọi người. Có nhím nhỏ, nhím lớn thì mọi người đây. Đây là bé nhím biển nhỏ đó. Còn đây là bé nhím biển siêu to khổng lồ đó. Bà Dê còn phát hiện thêm này có rong biển. Nhưng mà mọi người biết sao không? Cái này đều là thật hết luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thay cái bộ đồ này ra để mình bắt đầu thử tập trên sân khấu nha. Ủa kỳ vậy trời, đang trong phòng makeup vui vẻ nồi canh tự nhiên thanh niên đâu ra xuất hiện còn hung tay bà Dê nữa chứ. Ủa hung tay xong cái dắt tay tôi đi đâu vậy trời? Ê, đi đâu vậy? Thì ra là dẫn bà Dê đi ra thảm đỏ để chụp hình cùng với các bạn fan yêu dấu. Trời, mấy bạn này là có diễn trong chương trình luôn nha mấy kêu ơi. Thì hiện tại bà Vê đã makeup và lên đồ xinh xinh sơ sơ rồi. Đây là cái bộ đồ bà Vê sẽ đi thảm đỏ ngày hôm nay. Thì còn tầm 2-3 tiếng nữa thì chương trình sẽ diễn ra mọi người. Nên bây giờ tôi sẽ ra đây review thử là trước giờ diễn ra của chương trình sẽ có những gì nha. Thấy được cái camera giấu kính là cái hình bà Vê di chuyển lung tung tầm ăn. Bây giờ là cuối cùng cũng thấy được cái hình thiệt của tôi ngoài đây nè. Tường VVV chấm đọc một ngày cho đó cái hình dữ dội là cao. Tiếp theo phải đi kiếm hình của bà Linh bấy bề mới được. Bạn này bả cũng có trình diễn luôn mọi người. Ba qua qua vừa phát hiện được bà Linh tại đây rồi đó. Trời ơi cười mà cười bả nắng rồi. Trời keo cái gì ta. Ngót TikToker diễn viên diễn viên quá chứng tỏ bực. Ủa này người giả, tỏ này người thiệt. Chứ sao có giả mà có thiệt chứ. Trời dữ dội. Vậy là em đang gặp chị Linh Barbie ở ngoài đời rồi mọi người. Trời vui quá chứ. Trời chồng làm gì không quen biết nhau vậy đó. Trời ơi đất ơi, bật mí với mọi người là cô bé này chỉ mới có lớp 8 thôi nha mà đã làm người mẫu rồi đó. Ôi cao muốn bằng bà Dê luôn rồi mọi người. Ủa không, hình như cao hơn. Xô ghê bé đây. Khúc này là tôi với bà là nhảy trứng động bậc kè với ông robot nè, dữ dội cho. Đây giới thiệu với mọi người chiếc xe để chúng ta làm background chụp hình xíu sang chảnh. Sau khi chụp thảm đỏ xong rồi khát nước, bởi vậy bà Dê quyết định ghé vào căng tin để mình có thể là mua bán vé để kiếm tiền mua nước uống. Trời ơi này vé dữ dội nha bé, không ngờ là đúng 7 vé cho 7 người luôn. Khúc này là team bà Dê đã tụ tập lại rồi, chuẩn bị xem show của bà Dê diễn he mấy kêu ơi. Cơm chó cơm ơ rồi đó, bye bye nè. Chưa bye bye được. Trời ơi đây, da đẹp mọi người ơi đó. Vậy là bà Dê đã gặp được anh Trung Nguyên, thấy không? Hôm nay thì hai người của chúng ta sẽ đi cùng một solo chứng động. Đột nhập hậu trường phòng makeup. Trời ơi, trong đây là siêu nhiều bạn mẫu nha, từ nhỏ cho tới lớn. Bây giờ là makeup cho bà Linh, xong cái chuyển qua makeup cho bà Dê, xong cái chuyển qua làm tóc cho bà Dê. Đó, mọi người thấy cái outfit hôm nay của bà Dê như thế nào? Đây, khúc này tôi bận đồ Blackpink nha mọi người. Và tóc thì mình chỉ uống xăng xăng sơ sơ hai, rồi có đeo thêm cặm dây chuyền nữa nè. Đó, rất là ok la luôn. Trời ơi, toàn cảnh sân khấu siêu hoành tráng, siêu chấn động. Tối nay á là mình sẽ được gặp tất cả các bạn người mẫu nè, từ nhỏ cho tới lớn luôn. Bây giờ thì các bạn đang rehearsal và chuẩn bị cho tối nay. Trời, khúc này là cứu tôi bà ơi, cứu tôi. Trời ơi mấy bà nhỏ, trời tôi có cái ghế mấy bà cũng chèn cho mấy bà ngồi là muốn đổ hồi hộp luôn đó. Hello mọi người, sau khi makeup xương xong rồi đó thì bà Dê bây giờ bắt đầu đi quậy nè. Đó Linh cũng makeup vừa xong luôn đó, xịn xoa cho. Ok, thưa tất cả quý vị và các bạn, giờ đây chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho đêm diễn fashion show Super Season xin phép bắt đầu. Yeah.
quay phim mới đẹp được. Công nhận anh cũng gan dạ thiệt. Vừa lên trên đó đã sợ, ai mà sợ độ cao chứ không dám lên đâu. Nhưng mà về vậy đó. Ai khúc này là ông Đức làm chuyện thăm cho tôi nè. Trời, bày đặt đứng kém anh quay phim nữa, nhìn chuyên nghiệp dữ. Này nhớ đâu đám cưới ai đâu sao có cái mâm chầu cao ở đây vậy ta? Em mà không phải. Này là người ta đừng cúp mọi người, để tí xíu sẽ trao cho những cái bạn á mà đã tham gia vào chương trình và đạt những thành tích tốt ha. Không biết là có bà dê không nữa, mọi người đoán xem. Chương trình và trước đó thì bà Dê cũng đã ready rehearsal một ngày nữa. Nói chung với là hả, một cái quá trình mà để là tôi xuất hiện trên sân khấu khá là dài luôn, nhưng mà mong á là mọi người sẽ ủng hộ bà Dê ha. Khúc này bà Dê được nhận cúp với lại nhận hoa nè, quá là vui luôn. Và chị Ruby là chị mà đã chỉ dạy bà Dê cách quốc nè, và cũng như á là đã tạo cơ hội thiệt là lớn để cho bà Dê tham gia vào chương trình, được góp mặt trong hai vị trí đó là hai first face và một vedette. Cảm ơn chị yêu rất nhiều. Và mọi người nếu có thích cái clip hôm nay á thì đừng quên là nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của bà Dê nha. À còn bây giờ thì bye bye.